Môn Leo gây thảm họa trong nhà rồi bỏ chạy, khiến cậu chủ phải gánh tội thay. Nhà này có khứa mèo cà chớm, thích quậy phá, leo trèo lung tung. Này nó lại nổi hứng, nhảy lên bình sứ khổng lồ chơi, và rồi... Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Mèo kiểu, lỡ tay có xíu à, xin lỗi được chưa? Tội nghiệp cậu con trai. Nằm dây đứng hình, vừa thấy mẹ đi ra thì ngay lập tức giải thích. Mẹ ơi, không có phải tại con. Nỗi oan này đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa trôi được. May là nhà có camera, chứ không là tới công chuyện với phụ huynh luôn rồi. Còn con mèo báo thủ kia thì đã cao chạy xa bay. Mày trốn cho kỹ vào, chứ mà ló mặt về nhà thì gia chủ cho lên nồi nấu cao luôn con nhé. Trong khi đó thì các luật sư online, Jack Va đã nhanh chóng vào cuộc, giải cứu cậu nhóc và để lại bình luận bất mãn với con báo mèo này. Không có cái cam thì thuê 100 luật sư cũng không thể minh oan được. May mà có camera đấy, không thì tới nái. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà. Mèo kiểu, xin lỗi Sen nha, tao không có cố ý đâu, tao chỉ cố tình thôi à. Con mèo nhà tao thích lên bàn thờ nằm, xong còn làm bể bình bông luôn chứ. Nhà bạn có nuôi con boss nào cà chớn như vậy không? Chia sẻ phần làm con sen của bạn cho tụi mình biết bên dưới phần comment nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.